Không phải Metaverse, đây mới là từ khóa hot nhất crypto hiện nay. Thực ra thì từ khóa Web3 đã có khá là lâu trong thị trường crypto rồi, nhưng mà dạo gần đây mới nổi lại là do Chris Dixon, là một người đến từ quỹ A16Z, cũng là một quỹ khá là lớn trong crypto, tweet về Web3 liên tục, xong rồi ổng cũng lên podcast nói khá là nhiều về Web3. Và mới nhất ngày hôm nay là chiều 2 tháng 11 thì Elon Musk, là tỷ phú nổi tiếng thế giới Tesla đúng không, ổng cũng tweet về Web3, nhưng mà ổng kêu là Web3 sounds like... Ok, vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu là Web3 là gì. Vậy trước Web3 hay là Web1, Web2 có nghĩa là gì, nó khác nhau như thế nào? Các bạn có biết trang tin tức crypto coinsao8.com không? Thì đây là ví dụ của Web1. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ chỉ vào đọc được thôi. Chúng ta sẽ không thay đổi được nội dung gì trên này, cũng như là không đóng góp được thêm giá trị gì trực tiếp ở đây. Còn Facebook là một ví dụ của Web2, tức là mọi người đều có thể tham gia, đóng góp, chia sẻ và xây dựng nội dung lẫn nhau. Nhưng mà Web2 thì không phi tập trung nha. Bởi vì ví dụ như Facebook đi, là ai làm gì cũng phải thông qua sự kiểm soát của Facebook đúng không nào? Quay trở lại ví dụ của coinsao8. Ví dụ như là sau này đi, team tụi mình sẽ phát hành ra một đồng token riêng cho tụi mình tên là C68 đi. Thì trong cái hệ sinh thái của coinsao8 nè, ai mà đóng góp giá trị, ai mà feedback, chia sẻ nội dung, đóng góp trên trang của coinsao8 sẽ được thưởng, sẽ được reward bằng token C68. Thì đó chính là Web3. Đây là một môi trường hoàn toàn là phi tập trung, và nó sẽ giải quyết vấn đề là vừa kiếm ra tiền mà vừa phân bổ giá trị hợp lý. Để cho dễ hiểu hơn thì các bạn có thể nhìn vào hình sau. Hình này sẽ giúp các bạn phân biệt sự khác nhau giữa Web2 và Web3 ha. Các bạn nhìn bên tay trái có cái hình trái tim 3000 á, thì đây tượng trưng cho cái like và team ở trên Facebook chẳng hạn. Thì mọi người thường bảo là like, team là có ăn được không, có ra tiền không. Thì các bạn nhìn bên tay phải là bên phía Web3, họ sẽ giải quyết bài toán kinh tế hóa và luân chuyển giá trị và làm ra tiền như thế nào. Mọi người thấy cái biểu tượng hình team đã được thay bằng dấu ba vạch. Và dấu ba vạch này chính là biểu tượng của đồng Ethereum. Đây là đồng tiền điện tử đứng thứ hai bảng xếp hạng. Và sau đây thì mình sẽ nói về những dự án Web3 nổi bật. Đầu tiên về mạng DeFi thì dự án hot nhất tối hôm qua đó là Bitconomy. Đây là giải pháp cơ sở hạ tầng multi-chain để làm cho Web3 trở nên phổ biến và dễ dàng hơn. Thì tối ngày hôm qua Bitcoin là rất là hot, đã list được Coinbase Pro các bạn, xịn không? Và list thêm Huobi, OKX và Bybit, và ROI ETH đã lên đến 73x. Tiếp theo là dự án Economy. Ngoài việc dự án có CMO hot muốn xỉu ra thì đây cũng là một dự án thuộc mạng DeFi của Web3, làm về lending và cross-chain. Thứ hai là về mạng cơ sở hạ tầng thì chúng ta có những con như The Graph, Filecoin, RV hay là Covalent. Nhóm thứ ba là nhóm sát với end user hơn thì chúng ta có những con ví dụ như là The Grape. Đây là một nền tảng Web3 ứng dụng social network ở trên Solana. Hay là các bạn có thể tìm hiểu về những dự án DAO, ví dụ gần đây thì có Constitution DAO, họ hùng tiền để mua bản sao hiến pháp Mỹ chẳng hạn. Hoặc là những dự án game fee, khi mà chúng ta chơi game mình có kết nối với lại ví MetaMask á, thì đó cũng là một mạng của Web3. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Web3? Liệu đây có phải là một trend mới sau NFT gaming hay là Metaverse không? Thì hãy cho Trang này biết ở bên dưới phần comment nha.